Khi bé tưa lưỡi thì bé sẽ không bú được, miệng sẽ bị đau. Chúng ta biết rằng là vì chính vì sơ sinh chưa có cái miễn dịch tự bảo vệ, cho nên là chúng ta hay gặp một cái bệnh cảnh là lưỡi của bé sơ sinh ở những bé mà suy dinh dưỡng hoặc là những bé non tháng ấy, chúng ta từ dùng cái từ tưa lưỡi, chính ra đấy là bị nấm. Nấm đó người ta gọi là nấm Candida albicans, mà thường nó dễ nhiễm từ âm đạo mẹ, nó nhiễm vào. Và cái nấm đó thì nó sẽ bị tan rã rất nhanh dưới tác dụng của dịch mật ong. Khi các bạn dùng một cái tăm bông, các bạn đánh vào cái vùng lưỡi mà dùng mật ong thì nó tan rất nhanh, tan rã rất nhanh. Tuy nhiên thì chúng ta biết là mật ong lại là một chất dinh dưỡng rất là tuyệt vời để cho nấm lại phục hồi rất nhanh. Cho nên là thường đấy là một cái vòng xoắn. Chúng ta biết là khi bé tưa lưỡi thì bé sẽ không bú được, miệng sẽ bị đau. Cho nên là bây giờ thì dược phẩm là quá quá nhiều các loại dung dịch để thay đổi cái môi trường pH cho bé trong miệng. Người ta dơ miệng đi là hết. Đấy. Hoặc thậm chí người ta chỉ cần lấy một cái viên nystatin, viên chữa nấm, viên dành điều trị cho nấm Candida albicans, người ta tán thành bột, ta rắc vào lưỡi bé thì bé cũng hết và lau cho bé.